Diễm Loan này, Diễm Loan có thắc mắc về một phiên chợ từ lúc họp chợ đến lúc tan chợ chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng 2 tiếng đồng hồ mà phiên chợ đó còn tan chợ trước khi mặt trời mọc nữa. Diễm Loan là không có biết rồi đó. Phiên chợ gì mà độc đáo đến mức như vậy hả Lan Nhi? Được rồi, ngay sau đây thì Lan Nhi sẽ giới thiệu với Diễm Loan và quý vị khán giả phiên chợ độc đáo được người dân gọi với cái tên là chợ côn trùng để xem phiên chợ này nhộn nhịp ra sao. Mời quý khán giả cùng theo dõi phóng sự sau. Vào sáng mỗi ngày tại ngã ba Trường Chinh giao với Chế Lan Viên, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, một khu chợ bày bán đủ loại côn trùng như châu chấu, cào cào, dế, sâu, liêu điêu bắt đầu nhộn nhịp. Thương lái ai cũng sắn tay để kịp giao hàng cho khách sỉ trong thành phố. Mỗi người một việc, người bán kẻ mua, với không khí hối hả của buổi rạng sáng. Ở nhà thì 11 giờ bắt dế bỏ vô bồng, giờ là tới 1 giờ rưỡi rồi đi xuống tới bắt đầu ngã ba Hồng Châu là bỏ dài tới đây, còn dư nhiêu thì máu lấy đi vô trong Thượng Kiều có, rồi ngõ cháu cũng gửi đi vô Thượng Kiều bán dế, cầu cào, điêu riêu, sâu, sâu lớn, sâu nhỏ, sâu gạo, nói chung là có cái gì cũng có bán hết đó. Thật ra con trùng dế thì người ta mua, người ta câu rồi khi ta ăn, rồi cho gà ăn, chim ăn, đa số chim ăn nhiều. Tiểu thương ở đây đa phần là dân lâu năm lấy nguồn hàng từ giáp biên giới Mộc Bài, Tây Ninh rồi bỏ mối cho khách sỉ tại thành phố. Chỉ vỏn vẹn 2 tiếng mỗi ngày nên mọi việc từ giao hàng, phân chia côn trùng đều được làm thật nhanh. Người nhanh tay chiết nhỏ các bọc côn trùng để kịp giao hàng. Người thì lựa ít côn trùng tươi ngon mua về cho chim cảnh. Có người ta mua 5 bịch vậy đó. Loại 2.000, 2.500, 3.000. Chị bán qua đây bao lâu rồi chị? Nay mà sáng là bắt đầu mấy giờ mà mình sẽ bắt xuất phát mình đi? 5 giờ rưỡi là đi rồi. 5 giờ rưỡi là không ngồi đây nữa, chỗ khác bán. Ở đây là chỗ nhận đồ với lại giao đồ thôi, không có bán lẻ. Nhiều người thì người ta lấy 5 sâu, 10 sâu đâu đó, rồi mình phải phân ra người ta lấy nhiêu gì đó. Bịch thì thường là mình giao xuống là 1 bịch 2.000, là 1 sâu là vô 10 bịch, là mình giao người ta 20.000, người ta bán là 25 hoặc 30. Hôm nay bắt nhắm thôi chứ không có điểm con được, ta tùy theo mùa nữa. Mùa mưa thì bắt nhiều miếng, còn không mùa nắng thì bắt ít lại miếng. Mùa nắng người ta bây giờ không có, sáng thì đi hoài thì mệt, nhưng mà công việc thì phải làm thôi, cái gì cũng phải làm. Một năm trời nghỉ có 3 ngày Tết thôi. Đi gym thì nói chung nó cực mệt, nhưng mà giờ cuộc sống giờ phải làm mới có ăn, chứ con không làm xong mình có nặng thì làm nó phải cực rồi. Nhưng mà thức gym dậy sớm coi chứ cũng cực lắm, đâu phải nhà bắt không đâu, mướn người ta 2-3 người khuyên người ta bắt bụng, rồi bắt đầu cũng lên xe bằng đồ đi cực lắm. Có như mùa này là khó nè, nhiều khi nó lỗ cũng bạc mạng lắm. Chú từ ngày nuôi dế giờ 10 năm mà con đi quyết định đi bán dế đó là chú lỗ 3 lần. Cái năm mà 2004 lỗ một lần 800 triệu tích tắc trong vòng tháng mấy, qua 2 năm sau, năm trước năm đầu lỗ 400, năm nay tháng 4 tháng 5 chú lỗ 600 triệu. Bây giờ mình bao tay dưới này mình bán ta có 60.000 lên trên, không có dế mua 140 xuống bán 60, cứ ký dế còn lỗ là 90.000, mà đêm 300 mấy, cứ đêm lỗ 27 triệu, 30 triệu bình thường. Coi vậy chứ giờ thấy nó không đáng, cho nó tiền vô lỗ dữ dằn. Không rầm rộ, không tiếng rao bán nhưng hàng hóa vẫn tấp nập, vẫn nhanh hết. Lượng hàng giao dịch tại đây khá lớn, mỗi xe máy giao hàng có thể chở từ vài chục đến cả trăm ký côn trùng. Cái nghề nhìn tưởng dễ vậy thôi chứ cũng lắm gian truân vất vả. Một phiên chợ độc đáo khi họp chợ cho đến lúc tan chợ đều diễn ra trước khi mặt trời mọc.